kịch bất ngờ có 12 hộp quà tương ứng với 12 nhân vật, hoạt hình và cổ tích. Mỗi đội chọn 4 hộp quà trong vòng 15 phút tự sáng tác ra một câu chuyện về Giáng sinh dựa trên các nhân vật đã chọn. Biểu diễn tại sân khấu được bình chọn nhiều hơn 2 huy hiệu, ít hơn 1 huy hiệu. Có một nhiệm vụ bất ngờ cho hai gia đình. Nhiệm vụ được mang tên hãy đoán tổng cân nặng của đội đối phương. Ngoài ra đội nào có tổng cân nặng tăng nhiều hơn so với lúc ban đầu được thêm một huy hiệu. À thì ra bác nãy bắt mình cân. Thì ha, hồi nãy là bắt mình cân, xong giờ chỉ mình đoán. Thủ tục gì vậy? Không biết. Thì ha, hồi nãy là bắt mình cân, xong bây giờ kêu mình đoán. Ăn nhiều lên, ăn nhiều lên mọi người. Mà nãy mình quên, mình không để ý là mình coi cái số cân của đội bạn bao nhiêu. Có mấy chục ký, có mấy chục ký. Có mấy chục? À, con 30 ký. Rồi bây giờ nè, vừa ăn vừa đoán ký được của đối phương nè. Hồi nãy ai nhớ ai nhiêu ký không? Nhớ. Nãy anh Khang nhiêu ký nhớ không? Con vô trước anh Khang mà. Vậy hả? Vậy à, chà. Rồi Hà My bao nhiêu ký nhớ không vậy? 40 ký mấy á. Vậy cho là 42 ký. Bây giờ sẽ 42 ký. Không, Hà My nãy nhớ 38 mà. Không, không. Hả không? 40 ký mấy đúng không? Nãy có nhớ anh Khang nhiêu ký không, My? Từ từ. À, nhớ. Nó nói luôn không sao hết rồi. 52. Rồi. Sao mình biết? Chơi máy tính kìa ba. Đâu? Không có. Không có 30 đâu ba. Có. 30. Không có 30. Ba mấy lận? 30 em nhớ mà. 30. Thấy con tôi thật thà không? Thấy không? Bảm con thấy coi. Không thể nào tin được đội bên kia lại dở như vậy. Đội Ba Chề xin đoán 4 thành viên của đội Ba Râu có tổng ký là 183 kg. Đội của Ba Râu xin phỏng đoán số ký tổng của đội Ba Chề là 198 kg. Và những gì? Ba cái trời ơi con miếng bò mà lên ký à. Con vịt bò lên quá vậy. Là tới mình lóc lên. Ba tám. Tổng cậu Ủa sao lên dữ vậy à? Thành Long 37 kg và ba nó 32 kg rồi, đã con đã nói với ba rồi. Chênh lệch bao nhiêu ký? 4. Còn đội của ba chè chênh lệch bao nhiêu 3. Ký? 3. Yeah. Đó là kỳ lạ quá đi. Nhưng mà bây giờ hồi nãy giờ là đội nào tăng cân hơn nè? Chắc chắn là ba chè nè. Tôi lên tới 1 ký mấy lận, tôi lên tới 1 ký mấy lận, tôi lên tới 1 ký mấy lận. Đúng như vậy, thật là khâm phục. Khâm phục gia đình các vị. Trước khi vô đây thì đội ba chè là 201 kg. Rồi bây giờ ăn xong thì 203. Còn đội của anh Ba Râu là 185. Mà khi ăn xong thì lên có 186. Đội anh ăn yếu quá. Đúng như vậy, đội của bạn A Chè, ba chè thì sẽ bị khoanh dùng ở những khu buffet này, không cho nó vô ăn là đủ tiền hay sao. Ăn người ta ăn nhã nhặn chút xíu rồi ăn khổ đốn cái gì. Rồi vị chi là đội ba chè 2 hiệu rồi, ba đâu được 1 hiệu. Anh Ba Chè, sau khi bữa ăn buffet ở nhà hàng 5 sao anh cảm thấy thế nào? Tôi cảm thấy đói lại. Tôi cảm thấy bị thiếu hết một thành viên. À sao vậy? Em đang nói nào. Đâu rồi? Biết sao không? Sao vậy? Tại vì sau bữa ăn đó thì cả Hân cảm thấy ăn quá non nê, mập mạp, và lại tới giờ phải tập aerobic tập hình thể đó mà, để cho thân mình nó thon chắc gọn lại, nên con tôi đã xin phép về sớm trước. Tập gym mà, tập gym mà. À, để tập gym. Okay. Để bây giờ nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta là gì? Nhiệm vụ tiếp theo bài toán lớp 5. 2 đội giải bài toán sau đây, thời gian 15 phút. Đội nào có đáp án đúng sớm hơn được 2 hiệu, chậm hơn 1 hiệu. 4 bạn mai lan đào cúc, trồng 4 cây mai lan đào cúc. Bạn trong cây mai nói với lan và đào: chúng ta không ai trồng cây trùng tên với mình cả. Bạn Lan cũng nói với bạn trồng mai: hỏi bạn nào trồng cây gì sẽ chỉ cho Hoàng Long được nhìn thấy, đánh vần cho hai nhà nghe. Ba Chè à? Cái gì vậy? Tôi xin đọc lại cái tựa đề. Ok. Mai lan đầu cúc, trồng 4 cây mai lan 1 cúc. Bạn trồng cây mai lan cái nào? Mình đọc chấm. Không kết từng cả. Bạn đang muốn nói là trồng mai 3 chấm. Hỏi bạn nào cái gì? Nội dung chúng tôi là nói vô mỗi nhà. Anh hiểu không? Anh đang chửi ai hả? Chưa gì. Tao đọc cái tựa đề. Đọc đàng hoàng chấm chấm thôi. Đâu bà anh đọc ơi. Muốn mai lan mình trồng cúc. Đàng hoàng nè. 4 bạn mai lan đào cúc, trồng 4 cây mai lan đào cúc. Bạn trồng cây mai nói với lan và đào: chúng ta không ai trồng cây trùng tên với chính mình cả. Bạn Lan cũng nói với bạn trồng mai rằng: hỏi bạn nào trồng cây gì. Nội dung mai chấm hỏi sẽ tiết lộ cho em út của mỗi nhà. Và bây giờ là chỉ có Hoàng Long thôi. Rồi để tiết lộ cho Hoàng Long. Trong cái đề này còn bị thiếu một câu. Và Hoàng Long mặc dù là học lớp 1 nhưng cũng đã biết 24 chữ cái sẽ giúp ta điền vào cái đề thiếu sót này. Long ơi, con biết đọc chưa? Rồi đọc đi con. Có bao nhiêu chữ cái nè? M là mày á. Mày mày huyền này. Đâu con nào qua đến dần này ngoài cho ba viết cho con. Đúng rồi. Nhiều khi bạn Lan nói với bạn chồng Mai: mày trồng cây gì vậy? Em được. Rồi chữ M. Ghi chữ M cho chú đi. Ai huyền y huyền y. Mì gói. Y huyền y. Rồi mì. Ủa? Mình. Y huyền y. Rồi. Đó. Mình. Thơ. Rồi. Cờ. U. Ngã ủ. U ngã ủ. Nờ. Nờ đang nờ. Nờ. Cun. Mình cun. G. Rồi ngón dứt đi nè. Tôi ru em ngủ một sớm. ruộng đồng hỏi thăm cành lúa mới. Tôi dâu em. Ôi, mình tỉnh. À, con mượn. Lan chắc chắn không trồng mai rồi đó. Lan chắc chắn không trồng mai. Đậu cũng không trồng mai thì chỉ có thể là trồng ô và đào. Ôi là trồng ô sắc ố và cũng không phải trồng cây mai. Tại vì không là người trồng mai thì sẽ trồng cây đào. Ở ví dụ con đi rồi cũng trồng mai. Bạn trồng mai nói với Lan vậy nào? Đi cút từ mai đâu phải đi gạch này đi cút. Cút trồng mai. Rồi cút trồng mai. Rồi xong. Đây là đáp án của đội Ba Râu. Lan đào cút bay mai cút đào lan. Lan đào cút bay mai cút đào lan. Lan đào cút bay mai cút đào lan. Biết sao tôi dạy được không? Tại kế bên nhà tôi là có con Lan. Con Lan nó trồng đào, nó nói tôi nghe. Rồi kế bên nữa con Cúc, ở nhà nó có bán mai nữa, nó cũng nói tôi nghe luôn. Nói chung là mấy con nhỏ này sớm tôi hết, nên tôi biết được kết quả. À, trồng ngược lại hả? Lan đào, đào lan, mai cúc mai, sao đơn giản vậy? Sao? Anh là gì? Đây, bà kia ba bán xôi cúc. À, bà sớm tuổi ba bán xôi cúc. Ngày nọ bà đi ngang cành mai. Cho nên bà quyết định bà mua cành mai về bà trồng. Rồi bà Lan sao? Bà Lan đẹp á, đang trong chùa. Lan đang trong chùa. Ok. Bé đào sớm tôi vô hay nói chuyện đó là Lan chế đào, đúng không? Còn cái chuyện bà Cúc nè, bà Cúc ăn xôi cúc nè, bả thiếu nợ với đào, cho nên là phải đào trồng cây cúc. Mai buồn quá vô chùa tu với Lan luôn. Nó dễ dãi vậy thôi. Trời, nói vậy à? Không phải có căn cứ đàng hoàng. Cứ gì? Đáp án là gì vậy? Đáp án là gì? Đây, con gái tôi. Trình bày con. Dạ. Con gái tôi đã giành đoạt giải Nobel khoa học. Wow. 4 bạn mai lan đào cúc trồng 4 cây mai lan đào cúc. Bạn trồng cây mai nói với Lan và Đào thì cũng sẽ bỏ Lan và Đào ra. Chúng ta không ai trồng cây trùng tên với chính mình cả. Thì mai sẽ không thể nào trồng mai được, tại vì không trùng thì tại vì nó trùng tên thì cho nên Cúc sẽ là người trồng mai. Bạn Lan cũng nói với bạn trồng mai là mình cũng không trồng cây giống tên bạn, là bạn Lan sẽ không trồng cây cúc. Và tụi con đã làm theo một cách đơn giản hơn là tụi con gạch chéo tên luôn. Tức là bạn Mai trồng Lan, Lan trồng Đào, Đào trồng Cúc, Cúc trồng Mai, xong. Easy. Đáp án của chương trình là bạn Lan trồng Đào. Đây. Đó. Yeah. Bạn Cúc trồng Mai. Yeah. Yeah. Còn bạn Mai và bạn Đào trồng Lan hay Cúc được. Yeah. Xài hết luôn. Bằng nhau. Rồi, đúng rồi, kết quả đúng nhau mà. Bạn Lan là phải đi với bà Đào, còn bà bán xôi cúc là phải đi với bà Mai. Con Lan nó vô chùa. Rồi kết quả hai đội hoài nhau, mỗi đội được 7 huy chương. Sau cái phần thi mà đố vui không có thưởng này, tôi cảm thấy là các con của tôi đã quá khôn lớn rồi. Chắc có thể là lần sau để tự nó đi, tôi không đi theo tụi nó nữa. Không giữ tụi nó nữa hả? Đó tự thể bảo vệ nó rồi. Nhưng mà thật ra qua phần thi này thấy các con mình thế nào nè anh Ba Chày? Nói chung thì mấy đứa con thông minh hơn mình. Đặc biệt là con út tôi. Sao? Đọc chữ rất trôi chảy. Đúng như vậy. Bravo, bravo. Đâu? Đọc lại một lần nữa cho ba nghe coi nào. Dạ, đọc hoài. Nói chung là sau khi cái phần thi này thấy các con mình thông minh, giỏi giang hơn mình. Và hai đội cũng ngang tài ngang sức nhau, nên mỗi đội được 2 huy chương. Lên lãnh huy chương. Nhiệm vụ tiếp theo. Chiếc hộp thần bí. Mỗi đội có 3 món đồ. 30 giây đầu anh hai bịt mắt sờ vật bí mật và miêu tả. 30 giây tiếp theo em ba bịt mắt ngửi và miêu tả. 30 giây tiếp theo nữa ba nghe miêu tả và nặng đất sét vật bí mật đó. Hoàng Long đeo tai nghe nhạc nhìn rất nặng và đoán giật. Đội đoán đúng nhiều hơn được 2 huy hiệu, đội còn lại 1 huy hiệu. Rồi, anh chơi trước, mời anh. Ồ, cảm ơn anh. Yêu. 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 Gì vậy? Dạ. Có rằng bóp hơi tâm người khác rồi. À cái nồi này đồ chơi đúng không? Này à, cái con gì mà văng to. Rồi, ba biết rồi, ba đang nặng. Đó chính là chị Spider. Wow. Con này là con gì? Con nhện. Con nhện. Dạ đây, hãy coi tiêu hỏng con nhện của tôi. À, cái trái này tròn tròn. Hình như theo con nhớ là nó có lông á. Nó nhám nhám á bà. Nó thui thui. Nó có mùi gì khó tả không bà ơi? Tháo ra được chưa em? Không nói đi. Ghê. Trái gì? Trái viên chiên. Trái viên chiên. Trái viên chiên. Món thứ hai là cái viên chiên là thấy là vô duyên rồi. Tôi bán là trái banh lông, banh tennis. Trái banh không? Trái banh tennis. Rồi ok con. Hình như là con ốc thì phải. Nó dùng để ăn hay để làm gì? Nó có mùi sữa. Hả? Nhưng mà nó cứng cứng như vỏ ốc vậy á. Hình như vỏ ốc á. Gợi ý đầu tiên, con này dùng để chấm nước mắm. Rồi xong. Rồi con này con gì? Cho xem cái đầu mà đừng cho xem vậy không biết. Con này con gì? Sao dám cục gì vậy? Cục gì là không? Con ốc hả? Đó con ốc. Dạ yeah, đúng rồi. Con này là con nghêu. Ốc là nghêu mà. Trời ơi! Hà My à? Dạ. Ba nói tiếng Anh con nặng nha. Dạ. Tức là Shinake. Đó chính là Spider. Shinake. Hả? Shinake đó con. À, mùi silicon đúng không ạ? Hết giờ. Ít thời gian không ạ? Con lan quăng. À, con rắn. Yeah. Thôi sai rồi. Em nghĩ quên nặng vô. Con lan quăng. Rồi sợ. Nè mới sợ đó con. Đâu. Anh Khiêm, cái đồ này là dùng để một cái chén xong rồi kiểu như là bỏ đồ ăn trong đó cái dầm ra á. Chà làm tiêu cái thố làm tiêu á. Cái chày hả? Trời ơi sao làm vậy? Tôi quan trọng á là coi thằng con trai nặng như thế nào. Quan trọng Long nó biết cái này gì không nữa nè. Cái gì nào? Suy nghĩ. Không. Cái gì? Cái đèn á. Cây đèn. Rồi, đáp án là cây đèn. Rồi cái đèn thần. Cái này nhìn nó bị đỏ. Tao tưởng bình bông á. Cái gì hả? Chết luôn. Nó mềm. Không biết chơi hả? Em nghĩ là mình ôm nó lúc ngủ á. Mình hay ôm nó lúc ngủ á. À, con búp bê hả? Con gấu bông á. Con gấu bông á. Nó mềm mình hay ôm nó lúc ngủ. Búp bê em biết không? Gấu bông tuần lộc, em thề luôn. Gấu bông tuần lộc là cái con khúc nặng sao nè. Nặng gấu bông là khó nè. Để con nặng nó ra con quái vật gì đây. Khó lắm á, chứ không phải giận trời đâu. Rồi xong nè. Cái gì đây? Con gấu. Hay thiệt. Sau phần mò hửi, một kim đáy biển hả? Mò hửi và nặng nắng của hai gia đình mình thì kết quả là ngang nhau một điều, đúng không nào? Kết quả này tôi thấy con anh Gia Kim nó có qua tay, nặng rất giỏi. Không có qua tay. Lúc cuối tôi nghĩ là không biết sao mà nặng ra con gấu bông, cuối cùng tôi nghĩ là được. Hay thiệt, hay lắm. Tại sao không? Là chữ gấu. Tại sao đi? Con tôi, con út tôi nó thông minh, nó nhìn được với con gấu bông, cho nên là vậy mình... Là con út anh có chơi gian tôi không vậy? Không vậy là bây giờ cái trong cái cuộc chơi này là mình lại huề nhau nữa, lại huề nhau. Hơn là chúng ta huề nhau khá nhiều. Sau khi kết thúc cái cuộc vui chơi sáng giờ của hai đội chúng ta thì đội Ba Chày được 12 huy hiệu, đội Ba Râu được 9 huy hiệu, cho nên ngày hôm nay đội chúng ta là đội chiến thắng. Các con thấy mình cao cả không? Dạ thấy. Mình đã cho đội Ba Chề thỏa mãn được ước mơ là trả được mối thù năm xưa, nên đã cố tình chơi chiến thuật thả để cho đội chiến thắng đó mà. Cảm ơn ba. Không có gì đâu. Nhưng mà lần sau thì phải cố gắng hơn nha. Qua đầu á. Ba này chơi ác quá, luyện tấm lòng người ta. Thôi, hơn nhau à. Thì chúng ta cùng nhau. Rồi chào cuối ngày đi nè, chào mọi người. Chúc cuối tuần vui vẻ. Siêu Nhuộm tập 45 sẽ được phát sóng vào lúc 17h20 thứ Bảy ngày 12 tháng 1 trên kênh HTV7.